Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kiếm ngày tạc của nhau đến với chuỗi sự kiện Tết của năm 2024. Trước khi vào dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì với các chuỗi sự kiện thì điều đầu tiên mình nghĩ là các bạn quan tâm sẽ là cái tỷ lệ đổi hộp như thế nào, đúng không nhỉ? Thì nói chung là đợt này sự kiện cái tuần 1 ấy, nó lại diễn ra trong cái tuần mà nó chưa diễn ra thương thành, cũng chưa diễn ra cái vòng quay, nên mình nghĩ là chắc là đa số người chơi sẽ xả vào tuần 2. Tất nhiên là tùy quan điểm từng người thôi, nhưng mà đa số xả tuần 2. Mà tuần 1 thường nó sẽ xả cái lực tràn bên ngoài để cho lấy cái lực hồi thêm. Còn tuần 2 bắt đầu người ta mới xả đến cái lực tích lũy, cái bánh mì mì nước vàng linh tinh ấy. Nên là do mình tính vào tỷ lệ này là tỷ lệ trong tuần 1. Có thể sang tuần 2 tỷ lệ có thể bị thấp đi hoặc nhiều lên, cái tùy nhá, cái đấy chưa biết được. Tại vì thực ra tuần 2 nó sẽ nhiều vật phẩm hơn thì có thể cái tỷ lệ lực nó sẽ mất nhiều hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên mình nên xét trong tuần 1. Thì ở đây mình có quay 3 nick, 3 nick làm thí nghiệm ở đây, thì mình có thí nghiệm 3 nick. Thì đầu tiên ở đây mình đang có nick T lớp X. Thì cái số lực mình xả trong cái video này ấy, nó sẽ rơi vào đây là bao nhiêu nhỉ? Chờ tí mình cộng lại một chút xíu nha. Tại lúc đầu mình quay ngay ngày đầu tiên và ngày thứ hai mới quay, mình cộng thêm một ngày nữa. Thì tổng cái nick T lớp X mình sẽ xả ở đây là 14.084 lực. Cái khoản xả đã tua qua cho nó nhanh rồi, thì tổng cộng mình xả 14.084 lực nha. Thì bây giờ sẽ quy đổi thử cho bạn xem nó quy đổi ra được bao nhiêu cái vật phẩm. Thì đầu tiên cái vật phẩm mở random ở đây thì mình sẽ có. Ở đây dung hợp bớt cái trái kinh nghiệm đi. Mình lấy 3 nick để các bạn ước lượng thôi. Tất nhiên mình nhấn mạnh đây là tuần 1 nhé, tuần 2 có thể tỷ lệ nó khác đi một chút xíu đấy. Để thường xếp một tuần nó nhiều vật phẩm hơn thì thường cái tuần đấy sẽ mất nhiều lực hơn. Nhưng cái tuần này nó ít vật phẩm hơn, đôi khi có thể nó lại rẻ hơn một tí. Nó đánh đổi cả thôi. Nó chỉ mang rất là tham khảo thôi nhé. Với nick nào mình được bao nhiêu mình nói bạn bấy nhiêu. Thì với cái nick này đây đầu tiên là cái hình như có cái bao lì xì không nhỉ? Thì xem qua vật phẩm tí nào. Nó nhiều cái hình na ná nhau quá, chả thấy cái bao lì xì bay đâu rồi. Hay là ngay ở đây đây. Mình được ở đây đầu tiên là cái bao lì xì, mình được với mức là 693 bao lì xì. Thì mình chia thử trung bình xem nó được tầm bao nhiêu cho một bao nhiêu lực được một cái bao nhé. Nhắn này cái này mang tính chất là số là tương đối nhá, nó có thể sai nhá. Thì ở đây đây mình chờ tí mình bấm một tí nào. Thì lượng ở đây mình sẽ có tổng là 14.084 mình chia cho ở đây là 693. Mình trung bình thì cứ khoảng tầm 20,3 thì làm tròn xuống thì là 20 lực. Tầm 20 lực sẽ được một bao DC nhá. Thì cái bao DC là cái quà random, không phải quà quy đổi, tức là bạn sẽ mở hộp random được quà. Tiếp tục bây giờ đến vấn đề quy đổi hộp này. Đầu tiên là mình cứ quy đổi luôn cái này đi. Đầu tiên quy đổi toàn bộ đi. Được ít này, sau đó quy đổi tiếp cái này sang cái này xem được trung bình thêm bao nhiêu nhá. Lúc nào sẽ đổi vật phẩm qua nhau, đúng không? Thì mình cứ quy đổi sơ tí như nào. Này chắc quy đổi lên khoảng tầm 2 hộp đi. Không biết có đủ được 2 hộp không nhỉ? Tất nhiên là số gần đúng thôi, cũng không cần chính xác quá. Cái này 38 mà quy đổi lên tí xíu. Vừa khít đấy, được thêm 2 hộp. Đúng không? Thì cái số lẻ lẻ tí thôi bỏ qua nhé. Không? Thì bây giờ hiện tại tổng số hộp thực tế mình sẽ quy đổi được ở đây. Chỉnh lý làm mới đây. Mình tổng được 12 hộp thì mình lấy cái số lực vừa rồi. Mình chia đi. Là 14.000. Chờ tí mình xóa đi. 14.084 này. Mình chia cho tổng đây là được 12 hộp nhé. Đây được khoảng tầm với trung bình cái tỷ lệ với tuần 1 ấy là trung bình mất 1.173 lực cho một hộp. Là như vậy so với mặt bằng gần đây là rẻ. Nhưng mình nhấn mạnh là tuần này không phải là tuần người ta hay xả. Và cái tuần này nó chỉ nó không có cái sự kiện vòng quay, nó bằng đào vàng. Từ khi bạn có sự kiện vòng quay nó phát sinh lên cái vật phẩm nữa là cái vé vòng quay nữa. Nên hoàn toàn có thể khiến cái tỷ lệ lực bạn tăng lên nhé. Nên là ra mình đang bỏ đây trong tuần 1, phải lưu tâm các bạn một chút như vậy. Tức là thường bạn nào ít lực quá đôi khi bạn xả tuần 1 lại ngon hơn, thì tuần này nó ít quà hơn thì nên cái số hộp lại cao hơn, cho các bạn nào áp dụng nhiều vào về hộp. Nhưng những bạn nào mà muốn nhiều quà nhất, tức là muốn có vé vòng quay để ra thêm những cái cờ để cộng dồn chỉ số thêm ấy, thì đôi khi phải xả tuần 2 mới ngon. Nên mình đang nhấn mạnh bạn như vậy. Thì với tuần 1 đây như vậy thì trung bình là 1.173 thì gọi làm tròn 1.200, đúng không? Thì khoảng tầm 1.200 lực cho một hộp trong cái tuần đầu tiên này. Ngoài ra hôm nay đúng ngày Tết nữa thì cho một cái code cho mình thêm một hộp. Nhưng cái hộp này không tính vào vì cái hộp này nó là hộp nạp code nó cho, là code năm mới của game, đúng không? Thì đây cái nick đầu tiên mình cho các bạn xem, nick T lớp X nhé, là với cái chỉ số như vậy. Còn lại những cái vật phẩm lặt vặt nó có thể phát sinh thêm những cái hộp của quà tuần, những cái hộp tím tím ấy này, nó
những cái này thì Trinh tìm vào những cái vật phẩm rơi rớt ra thêm ấy thì cái đấy mình không tính vào. Cũng như mình chưa xả lực này thì mình vẫn thích cái vòng quay hơn để lấy thêm cờ linh tinh hơn. Mình chấp nhận là có thể cái số hộp đấy sẽ được ít hơn so với tuần đầu, nhưng bù lại là được nhiều quà các thứ khác hơn, nó đánh đổi cả thôi đúng không? Tại vì nào mình cũng không có nạp, tuần này thì mình sao mình thích được nhiều quà hơn là việc nhiều hộp. Nhưng nếu mà nào chơi số lượng hộp lớn thì có thể cân nhắc lại. Còn cái này mình chỉ nhắc nhở các bạn thôi, tùy quyết định của từng người thôi. Còn với nick đầu tiên là tỷ lệ như vậy. Còn tiếp tục mình sẽ dịch chuyển sang nick thứ hai để mọi người xem qua cái tỷ lệ nick thứ hai sẽ như thế nào. Tiếp tục với nick số 2 đây, nick nhớ like nhé của mình F1 nhá. Thì nói chung là cái này chỉ khác nhau số lực để chơi thôi, còn tỷ lệ xem thực tế. Thì nick số 2 mình xả số lực là 10.119 lực. Thì với số lực này đây, tức là mình xả trong 2 ngày là 10.119 lực. Thì như vậy đây cái số hộp mình quy đổi như sau. Đầu tiên là số thiệp mình được là số bao lì xì, mình được là 5.775 bao lì xì. Thì 575 bao lì xì ở đây tức là như vậy chia nhé, là 10.000 này 119 này chia cho 575. Như vậy là tổng mình mất khoảng 17,59. Rồi cái làm tròn xuống là khoảng tầm 17 nhé. Hay làm tròn lên cho nó thoải mái, làm tròn lên thoải mái đi. Như vậy mất khoảng tầm 18 lực cho một bao, tức là chênh lệch 2 lực so với nick kia. Nhưng mà cái con số không đáng kể đâu, bạn cứ làm tròn lên cho mình, đừng làm tròn xuống, để cho mình tính sông xanh một tí, đúng không? Tiếp tục đây các vật phẩm mình quy đổi nhé. Rồi trung tâm đổi quà quy đổi này. Đổi toàn bộ cho bớt đi tí này. Chỗ này chắc cũng đổi cố đấy, 2 hộp chăng. Rồi gần 50, bên 50, bên 40. Rồi thì vậy tổng số hộp mình đạt được ở đây sẽ là bao nhiêu? Mình tổng chỉnh lý này. Tổng số hộp mình đạt được đây là 9. Lực ít hơn nên số hộp ít hơn chuyện bình thường, nên chỉ chia trung bình nhé. 10.119 này, mình chia cho số hộp ở đây là 9. Như vậy trung bình mất là 1.124, là ít hơn cái kia đấy. Nhưng mà về cơ bản thì số 1.124 mình vẫn làm tròn lên 1.200 cho thoải mái. Nguyên tắc làm tròn đúng ra phải làm tròn xuống khoảng tầm 1.100 đúng không? Nhưng mà thường mình làm tròn lên để tính nó rôi rôi đúng không? Vì vậy thì cái nick này có thực tế mà thấy là cái tỷ lệ của nick nhớ này, nick nhớ này nhé. À thôi chết tôi rồi, nhầm. Mình đang lấy nhầm số lực của nick ấy rồi, nếu lấy nhầm số lực của nick Lâm. Thực ra số lực của nick nhớ này lẽ là 11.102 chứ, nhầm. Thật ra không chênh nhau ở mấy nhỉ? À không chênh nhau nhiều chứ, nhầm, vậy tính lại nhá, nhầm đấy. Mình chia lại một chút xíu nhá, mình lại nhìn nhầm hai cột. Từ từ để mình tính lại một chút xíu, mình lấy số liệu mình nhìn nhầm. Nick nhớ lai nhé của mình là 11.102 lực nhá, nãy lấy nhầm số. 11.000 này, 102 này. Mình chia cho số bao lì xì đây là 575. Thì 19,3 rồi, nó không chênh nhau là mấy đúng không? 19,3 nó gần hơn cái kia. Nãy ra 17 mình lấy sai số. Lấy súng số thì 19,3 thôi cũng làm tròn đến 20 chấp nhận được. Mình nghĩ tầm 20 là mức trung bình. Và tiếp tục bây giờ số hộp ở đây là lấy là số hộp hiện tại chia cho 9. Như vậy trung bình là 1.233,5 cơ. Như vậy là còn cao hơn 1.200 cơ. Như vậy thì thường trường hợp này mình sẽ làm tròn đến 1.250 lực cho đến 1.300 lực. Đúng không? Như vậy trường hợp nick này là đen hơn nick kia nhá. Đấy, thế thôi, thì thôi mình cứ cho là 1.250 nhá. Làm tròn lên cho thoải mái. Đấy, thế nãy mình lấy nhầm số liệu, thấy số liệu đúng rồi vậy. À ngoài ra nó còn những cái thiệp của năm mới linh tinh cái thứ mình bỏ qua nhá, cái pháo hoa thiệp thì bỏ qua nhá. Thống kê đấy mất thời gian lắm. Mình chỉ yếu cho bạn xem cái bao lì xì với lại cái hộp quy đổi ra thôi. Còn những cái kia mình sẽ bỏ qua cho đỡ dài video. Giống như thống kê, nếu thống kê tất cả thứ rơi ra thì phải thống kê cả cái hộp tím này, cái hộp tím của cái tuần sự kiện này này, thống kê cả những vật phẩm mở hộp tím rơi ra được rất là nhiều. Đúng không? Nên mình sẽ bỏ qua cái đấy. Đấy thì mình bỏ qua vậy để với trường hợp nick nhớ lại nhé như thế. Rồi bây giờ mình sẽ dịch tiếp cho bạn xem sang tiếp cái nick cuối cùng mình test trong hôm nay là nick Lâm nhé. Rồi ok nha, bây giờ mình sang tiếp với nick của Lâm nhá. Thực ra mình chơi nhiều nick thì mình lấy 3 nick làm mẫu thôi. Thì nick của Lâm ở đây hiện tại thì đầu tiên vẫn là cái đầu tiên cái bao lì xì này. Cái bao lì xì đây 560 bao đúng không? Thì số lực nó sẽ là 10.119. Mình chia cho 560. Ồ, nick Lâm đỏ hơn nhỉ? Nó có khoảng tầm 18,069. Thì gọi cho làm tròn thì nó khoảng tầm 18 rồi gọi cho 19. Đó, nói chung nick Lâm thì làm tròn cũng lắm đến 19 thôi. Nick Lâm thì đỏ hơn tí xíu cái chỗ của cái chỗ này nó đỏ hơn chút xíu cái chỗ bao lì xì, nhưng mà chả chênh nhau là mấy đâu. Tiếp tục vào trên số hộp nhé, mình sẽ quy đổi cái hộp này. Đây quy đổi hết sang toàn bộ trước này. Chỗ này mình sợ không cố được sang hộp thứ hai, chắc được một hộp thôi. Chỗ này ít quá thì coi như một hộp nhé. Như vậy cái số này ở đây hiện tại tổng mình sẽ được ở đây là 8 hộp đúng không? 8 hộp. Như vậy sẽ đây sẽ có ở đây là
10.119 chia cho 8. Trung bình là 1.264. 1.264 thì mình cũng phải làm tròn khoảng tầm 1.003. Và như vậy bạn thấy một điều nó loanh quanh dao động từ 1.200 đến 1.003 lực cho một hộp đấy. Nó cũng không phải cũng chả rẻ hơn mấy đâu. Và như vậy thì chắc là đằng nào cũng vậy thì chắc mình cứ cố chờ cho vòng quay mình quay thôi. Chứ không phải là cứ thích này ngon hơn thích kia đâu. Cái nick đầu tiên thì mình nghĩ là ngon ăn, tại vì làm tròn lên 1.200 mình làm tròn sông xanh ấy. Nhưng mà hai nick sau toàn 1.250, 1.300, khá là căng. Như vậy cái sự kiện này chơi cũng chát nhé. Thì mình nghĩ là các bạn tính nên tính mức 1.300. Và nếu bạn may mắn hơn mà được ít hơn thì sẽ dư ra, nó còn hơn là thiếu. Người ta toàn tính thừa hơn tính thiếu, chứ chả ai tính thiếu để đi lo không xoay được đâu. Người ta sẽ tính là trường hợp rôi rôi một tí xíu là như vậy. Còn thôi thì bây giờ với cái lượng này bây giờ thì có lẽ sau khi thống kê bạn qua một chút xíu chắc mình sẽ đi dọn dẹp túi đồ, mở hết các vật phẩm để quy đổi xem là liệu mình sẽ thu hồi được bao nhiêu vàng từ cái việc mình chơi cái này nhé. Thì mình sẽ thử xem các nick nó hồi được bao nhiêu vàng. Mình nghĩ là chỉ quan trọng chỗ vấn đề hồi bao nhiêu vàng thôi, còn những cái khác mình nghĩ không quan tâm lắm. Mình sẽ tua qua các bạn này một chút xíu đến chỗ hồi vàng nhé. Ok nhá, thì sau khi mở tương đối xong rồi thì về đây số vàng có đây. Đầu tiên là số vàng cũ, xong mình lấy cái đấy mình trừ ra số vàng mới nhé. Thì xem có hồi được nhiều không. Tất nhiên là tổng lực thì mình phải xả trong tuần 2 sự kiện. Đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi, còn bạn nào thích xả tuần 1 thì xả. Thì ở đây hiện tại đang có là 298 257. Đấy là số vàng hiện tại đang có. Còn cái số vàng hiện tại thực tế mình sẽ lấy được đây. Mình sẽ mở cái túi vàng này lên xem nó hồi nhiều không, mà căn bản nó muốn hồi vàng để mua quỹ. Chứ không bây giờ chẳng lẽ thì tiêu hết vàng rồi tới ra quỹ lại không có gì mua thì chết dở đúng không? Ở đây có thể cái danh hiệu Xuân An Khang, cái này nó tăng tạm thôi thì dùng tạm đi. Thì thường ấy, trong một cái đợt mỗi năm sự kiện đều có một cái danh hiệu riêng của nó thì gắng lấy thôi. Thì chơi nhiều kiểu gì chả có đúng không? Thì đây là mình đang thống kê cho Nick Lâm với số lực là 10.119 lực nhé. Tiếp tục sang bên này xem còn vàng không, chỉnh lý tí đi. Đây có những cái vàng thì dùng đi. Nó sẽ hồi cho mình lượng lực tương đối mà sau khi đấy bỏ qua nhé. Cũng chả cần thống kê chi tiết đâu, bước ước lượng thôi. Thực ra quan tâm nhất là số hộp đúng không? Những cái khác không quan trọng lắm. Kiểm tra kỹ còn vàng chỗ nào hết rồi đúng không? Như vậy lên được đây là 427 427 357 được 129.100 vàng nhá. Nhưng đây chỉ là số lực tràn thôi, còn nếu mà chơi cả số lực này nữa thì nó sẽ tương đối tí. Chỗ này ở đây ít nhất là bao nhiêu nhỉ? Ở đây là gọi cho là đôi 46 36 18 19 20, khoảng tầm 20, hơn khoảng tầm 20k lực nữa, khoảng tầm gấp 2 lần đúng không? Thì thêm khoảng tầm vậy thì khoảng tầm thêm khoảng tầm hơn 200k vàng nữa thôi. Như vậy cũng hơi ít so với mình dự kiến nhé. Nhưng mà thôi không sao, để được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thiếu bao nhiêu lại bù trừ sau thôi. Thì đấy là về sơ qua tí. À ngoài ra một cái thông số nữa nãy chưa thống kê cho bạn, ở đây là cái số phiến. Xem được bao nhiêu phiến thì thử xem nhé. Ở đây mình chỉ được 1, 2, 3 3 phiến mà 10.000 lực, tức là khoảng tầm hơn 3.000 lực một phiến nhé. Đây là thêm một số thông số phụ cho bạn xem thôi. Tiếp tục bây giờ đây, vì tuần này không có vòng quay nên thành ra là xả cái này cũng chẳng có thêm gì quà nhiều. Mấy cái quà lặt vặt mình sẽ mở dần thôi. Và mình đang hướng đến để hoàn thiện con lo cho Nick Lâm, nên Nick Lâm mình từ từ xử lý. Vì đây có sẵn hai hộp từ đợt trước của năm 2023, bây giờ đang chuẩn bị sang tiếp năm 2024 này. Người ta cố gắng gom để đổi thêm, thì cố gắng lấy thêm những cái hộp 25 và cái hộp nào đó tùy hứng thôi. Thì đây là về sơ qua tí Nick Lâm trong cái ngày trong hai ngày đầu sự kiện nhé. Để tôi mình dịch tiếp sang Nick tiếp theo. Tiếp tục sang Nick nhớ like nhé, số lực là 11.102. Thì cái số vàng hiện có mình đây là 808 182. Còn cái số vàng thực tế sẽ thu hồi được đây. Đầu tiên là danh hiệu cũng đã có rồi nhé. Nói chung mở nhiều hộp kiểu gì chả có đúng không? Giờ xem số vàng hồi được này. Nó có hên xui nick đen, nick đỏ thôi. Cái đấy nó cũng mong manh lắm. Các bạn mình chưa xả hết lực nên số vàng thường thấy nó hồi không được nhiều. Còn bao giờ mình xả hết lượng lực thì thường sẽ hồi nhiều hơn nữa. Nick này chắc là vẫn đủ vàng mua quỹ, gần như mình sẽ không mua thêm lực trong ngày này vì mì nước vàng bán khá đắt. Mà chủ yếu mình mua cái bánh mì những ngày thường thôi.
Đây còn biết còn vàng là hết đúng không? Thường chỉ có hai loại vàng thế thôi. Thì tổng bây giờ số lượng của mình là 948 582. Như vậy với số lực là 11.102 mình hồi được 140.400 vàng. Thì nói chung nó cũng xem như kia thôi. Nó chỉ chênh nhau chút xíu, cái này nhiều hơn chút lực mà. Thì cái vàng nó nhiều hơn chút xíu là chuyện bình thường. Nó không gì ấn tượng lắm. Còn cái số phiến xem liệu tỷ lệ phiến của nick này có đỏ hơn không nhé. Thì ở đây với nick này thì cái số phiến ở đây sẽ có là phiến đâu nhỉ? Nó bị lag cái hình quá nên hiển thị không rõ. Đây là một phiến này. 2 3 cũng khoảng tầm 3 xấp xỉ 4 phiến, xấp xỉ 4 phiến. Thì gọi cho cũng khoảng tầm 3.000 lực, tại vì đây mình xả 11.102 mà. Thì nói chung vậy gọi khoảng tầm tầm 3 nói chung gọi khoảng tầm 3.000 lực. Thực ra nên cho khoảng tầm 3.500 cho một phiến. Đây là sơ sơ một chút xíu của nick nhớ lại nhé nhé. Tiếp tục sang nick T lớp X ở đây, hiện tại số lực mình đang có là số vàng mình đang có là 748 chắc cũng xem vậy thôi, thì tuần này không phải tuần chủ lực mà chỉnh lý chút xíu rồi mở lên. Danh hiệu đã có, nói chung bạn sao cứ kiếm được khoảng tầm gần 1 triệu vàng là được ấy mà. Chuẩn chỉ là 1.500.000 vàng đúng không? Nhưng mà đôi khi nhiều khi nó xem nó thụt một tí cũng được. Xong rồi vét thứ linh tinh thì chắc nó sẽ đủ thôi. Nick này mình đang tính có thể mình sẽ lấy trái phong hồn. Tại vì căn bản bây giờ mình lên tướng chả đủ ấy. Có thể nhiều khả năng có thể lấy trái phong hồn đấy. Chưa biết được đâu, chưa chốt đâu. Chúng ta đang xả tạm tí lấy tí vàng linh tinh cái thứ đó. Lấy tí tài nguyên Tết á. Tại vì xác định không nạp nên chả lấy được siêu tướng ấy. Nên thì ra lấy vui vui thôi. Thế sau khi sử dụng hết xong thì số vàng nó hồi cho mình đây là 891 950 143.700 vàng. Nick này là 14.084 lực nhé. Nó cũng xem vậy thôi. Thực ra có vẻ hơi ít một tí vì nick này hơn khoảng 3-4.000 lực so với hai nick kia đúng không? Còn cái số phiến đạt được thì là bao nhiêu? Phiến ở đây được khoảng tầm 4 phiến. Thì 14 chia cho 14.000 lực mà chia cho 4 phiến là hơn 3.000 lực một chút đúng không? Đấy thì nó cũng xem kiểu đấy thôi. Đấy, nói chung là trung bình nó chỉ khoảng tầm hơn 3.000 lực cho một phiến. Và nó hồi được khoảng 1-200k vàng. Kiểu vậy. Với lại số hộp thì trung bình nó khoảng dao động từ 1.200 đến 1.300 cho một hộp. Thì mình nghĩ các bạn nên tính là 1.300, tính thường hơn tính thiếu mà. Đấy là những cái số đấy, những cái số mà. Còn cái số thiệp bao lì xì nó rơi vào tầm 20 lực được một bao lì xì. Đấy là số cái thứ mình cho các bạn xem qua video này. Cái video này cơ bản là mình xử lý cho bạn để bạn biết cái tỷ lệ rơi vật phẩm cho cái sự kiện này để bạn ước lượng có chơi hay không thôi. Còn cụ thể thế nào, có nick phát triển thế nào để từ từ quay sau. Chứ còn hôm nay gấp rút thì cái bản cái tuần này không phải cái tuần xả, nên thành ra bây giờ cũng chỉ có triển khai mạnh không được. Và cái nick Tlux này hôm nay cũng may mắn chút xíu là nó vừa khi lên cấp 200 rồi mắc cấp rồi. Như vậy nhìn có thể tối ưu cái nhiệm vụ hàng ngày đây, mắc nhiệm vụ hàng ngày rồi thì quà nhận được sẽ nhiều hơn một chút xíu. Còn để chiến sự kiện thì nói chung vẫn đang cân nhắc. Tại vì thực ra hiện tại bây giờ mình còn bao nhiêu lực nhỉ? Ở đây tổng số lực còn dư ở đây là nó rơi vào khoảng đây nè. Đây mình thử tính lại xem cái này dư được bao nhiêu lực nhé. Mình xem sẽ định lấy hộp bao nhiêu cho cái nick này. Thì ở đây mình sẽ có là cái này đang là 33 túi mì là 330 không? Cộng với chỗ phía dưới ở đây đang có là 14 cái thịt xiên nhân với 5. Cộng với lại chỗ dưới là thịt xiên này là 2 x 4 là 8. Cộng tiếp với dưới này nữa là 1 này 2 này 3 này 4 này 5. Sang bên này là 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 x 3 con 9. Cộng tiếp bên kia là 7777. Xem trong túi còn sót cái lực nào bên trong này. Đây còn 20 túi mì nước vàng nữa. Còn 3 thịt xiên nữa. Này 3 lực. 9999 cộng tiếp chỗ này là 359. Như vậy mình còn khoảng tầm 15.000 lực. Nếu mình tính cái tỷ lệ khoảng tầm 1.300 đi thì mình kiếm được khoảng tầm 12 hộp nữa. Với một hộp trong cái sự trong là khoảng tầm 12 hộp này.
12 hộp cộng với coi như là 2 tuần sự kiện được thêm khoảng tầm một hộp free đi. Tại vì cái treo online hàng ngày 4 tiếng mà. Cộng với một hộp từ cái cốt năm mới này, cộng với số hộp vừa có nãy là bao nhiêu nhỉ? Nãy vừa có là 12 hộp cái cờ đôi ra ngoài đi. Là mình được khoảng tầm 26 hộp vậy, có thể mình sẽ lấy tầm 25 hộp. 25 hộp thì hơi ít nhỉ. 25 hộp chỉ lấy hộp 10, hộp 15. Nó nhiều nhiều đi dễ căn. Có thể mình sẽ chừa lại ít hộp mình lấy khoảng tầm hộp 15 thôi. Đây là 12 hộp rồi. Không, nhưng mà ra cái tuần sau xả sướng hơn nhỉ. Có thể tuần sau mình tính nhé, nhưng nói chung là thấy là cái số lượng này nó có vẻ không lớn lắm, đúng không? Tất nhiên mình đang tính tỷ lệ 1.300, nếu mình tính số 1.100 ấy, nó khác nha. Ở đây mình tính mức 1.300. Còn những cái quà linh tinh, cái thứ linh tinh thì giúp mình tăng chút sỉ số, mình nghĩ nó không khác biệt nhiều đâu. Tại vì nếu mà lấy được nhiều tí thì có thể mình nghĩ quả phong hồn, nhưng nếu ít quá thì lấy tài nguyên. Nói chung mình đang căn thì ra giai đoạn này ấy, cái điều khó nhất của mình giai đoạn này là giả sử mình muốn lên thêm tướng không lên được. Ví dụ giả sử mình thử căn thử, nếu mà giả sử mình lên Konami nhé, để giả sử nếu mình lên Konami, giả sử thôi chắc chả lên đâu, thì đầu tiên là về cái chỗ mặt điểm Wano, cái chỗ để Wano nó quá ít như thế này thì cũng thật là khó để lên Nami được. Chỗ này đây là quy đổi được có 21 mảnh đúng không? 21 mảnh cộng với lại chỗ này phiến thì được bao nhiêu? Phía có 27 phiến đúng không? Thì gọi làm tròn xả tiếp lên khoảng 30 thì khoảng tầm 15. Nếu có chủ nó chưa được nửa cái lệnh triệu tập thì nghe trường Nami rất là xa vời. Nami rất là xa vời chắc không lấy được. Còn các tài nguyên phụ xem có nhiều là ví dụ như sang cái tàu chiến xem nào. Mình hay chọn con nào mới nhất, cao nhất là mốc, thì nếu con mới nhất nó nhiều thì con dưới sẽ đủ thôi. Được 43. Tiếp tục sang cái điểm bên Colosseum này. 43 34 à, cái này nó tương đối nhiều nhỉ. Hai mì hạ tiêu chuẩn không lên Nami lên con cùi hơn tí. Tại vì thực ra nick này thì cũng chả áp lực câu chuyện là Nami hay cái gì đâu, vì đằng nào cũng chả yếu. Đến đây không phải server chính của mình, server chỉ server phụ thôi. Nếu mà giả sử mình tụt xuống Frankie thì sao? Nếu tụt xuống Frankie thì có 49 mảnh này, với lại bên cái tàu chiến bốn chín sáu lăm thì gần như mình coi như mình đủ cái con tướng quân Frankie này. Mình sẽ xem nó lên con đổi gió một tí cho Tết ấy mà, chứ còn ra mình cũng chả cần lắm. Tại vì lên con gì mình vẫn yếu. Để xem qua tí cái chỗ này xem nào. Tại vì hôm mình quay xe lên phanh kia được, mình lấy tí đam boss cho nó vui ấy. Chứ còn bây giờ nick này đua đòi với ai đâu. Không, nick này chơi phèn phèn thôi. Chứ bây giờ mình chờ con siêu tướng tiếp theo, một con tướng Wano tiếp theo sau Nami thì mình cũng khó. Vì con Nami còn chả chả đủ thì làm sao mình lên con sau được. Để lên vui vui lấy tí đam đánh boss thôi. Thì giờ đây cái lệnh triệu tập con Nami tướng quân phanh kia đây. Được có 23. 23 nếu là xử lý là điểm cây ác ma hay sao? Hay tư gọi cho làm tròn là 50 nhá. 50 cộng thêm phiến. Để kéo lên phanh kỳ. Đây u shop phanh kỳ tận 4 này đúng không? Thì gọi cho là lấy khoảng 10 40 ở được đấy. Vậy chắc là khéo lần này mình lấy phanh kỳ đi. Tại vì team mình rất là yếu, mình cũng chả tham vọng nhiều đâu. Nick này mình chơi vui vui, mình lấy Frankie mình thay thế con Kirazu và con Marco đi, thì cho nó vào hỗ trợ tí xíu thôi. Thì mình nghĩ nó hay hơn với nick này. Chứ bây giờ mình lên các con khác nó cũng khó. Thì chắc mình lấy con đấy, nhiều khả năng mình sẽ lấy sự kiện Tết lấy con Frankie nhé. Còn Nami căn bản nó khó cái câu chuyện là cái ấy thôi. Thực ra Nami ra sau mình nghĩ là sẽ có những cái lợi thế riêng của nó đấy. Nhưng mà tuy nhiên có cái khó là bây giờ nếu mình lên con Nami thì cái câu chuyện đặt ra làm sao mà đủ được. Anh em thử tính lại cái chỗ lệnh triệu tập xem nào. Áp lực cái chỗ lệnh triệu tập thôi, cái kia thì gần như sắp đủ rồi. Còn Nami cái chỗ lệnh triệu tập, các bạn Nami thêm một lần tiến hóa ở trong cái này, mất thêm tí điểm Wano nữa cơ. Thì Nami đi từ cái con này đến con kia mà, nó có phải lên thẳng Nami đâu. Phanh kỳ lên một mạch luôn. Có con Nami phải đi con này lên tiếp con khác rất là lâu. Ví dụ nếu mà sử mình chọn lên con Nami ở chỗ nãy là mình tính chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Là 21 đúng không? Nếu mình dùng thêm điểm của chiêu mộ. Chiêu mộ không có à? Vậy thì cũng khó. Phải kia lời tí được dùng cả điểm chiêu mộ nữa. Vậy thì cũng bắt buộc cũng không lên được Nami đâu. Nami căng lắm. Vì Nami lên theo phiến nó đắt quá ấy, mà thực sự chờ đợi lâu và nhiều khi đôi khi chỉ cần đánh boss trong server có chút lợi thế phải đam ấy. Ăn thêm tí vàng đánh boss mình nghĩ nó cũng ngon rồi. Thật ra liên server thì kệ. Đúng ra đích này mình hay bảo các bạn đúng ra đích này là mình nghỉ ấy chứ. Chẳng qua điều thôi thì vui vui tí thì chơi vui vui thôi. Chứ còn thực ra là tính ra là định nghỉ server này. Các bạn là có no su ở đây thì chơi cho no su có team, chứ chẳng lẽ bây giờ mình nghỉ đi thì nick nó lại lẻ team ấy, nó sẽ khó. Nên là nhiều khả năng có lẽ là mình vẫn sẽ lấy Frankie.
những cái Frankie nó hợp với tình hình nick này hơn. Để mình có nhiều con S2 thì chế tạm thôi. Còn con Ami đúng là nó ngon hơn, còn khía cạnh đó thì nó sẽ ngon hơn Frankie để tướng cũ, nhưng mà mình nghĩ là vẫn lợi hơn. Còn con Frankie ra cùng thời con nào nhỉ? Frankie cùng thời Usopp à? Đúng rồi, Frankie cùng thời Usopp, Usopp nó giấy lắm, Usopp mình sợ không sống được. Mình nghĩ là Frankie hợp lý hơn. Hay lên con Boa nhỉ? Từ từ xem con Boa có lên được không nào. Con Boa cũng là con mình đánh giá tương đối cao. Nếu là cái tầm yếu yếu như mình, hay lên con Boa lấy đam ma công nhỉ? Tại đây mình không lo ma công rồi. Lên Frankie thì thành hai đam tuyệt chiêu, lên con Boa thành hai đam ma công. Nhìn trước mới lên tí, không thì mình xem con Boa đó. Nếu mà Boa so Frankie mình nghĩ là Boa nó vẫn sướng hơn, nhưng mà về cơ động về boss thì vẫn là Frankie. Nhưng mà xem thử con Boa có nhây được không nhé. Nó chọn con nào đó để lên trong Tết thôi, chứ còn không quan tâm là con nào lắm. Con Boa nếu mình lấy Boa ở đây thì mình được ở đây khoảng tầm 21 mảnh. Tiếp tục là sang bên chiêu mộ cho có không nào. Trong này là cái trái Mero. Mero để tính sau để mình đi hết một vòng đó. Boa nó không có lệnh triệu tập trong này, là trái Mero. Vậy lại chỉ là con Boa với con phiến này. Nếu mà qua phiến đây con Boa ở đây thì nó sẽ rơi đây là con Boa sẽ được là 3 mảnh đúng không? Thì gọi cho cái làm tròn là 30 đi. 30 là 10 túi 3 là 30 mảnh. 30 mảnh nữa là 20 mấy, gọi cho là 50. Thiếu tận 50 mảnh hơi căng nhỉ. Con Boa 50 mảnh hơi căng. Còn cái hộp này mình xem lại cái hộp 25 đợt này xem nào. Chờ tí mình check lại trang chủ cái hộp 25 cho những gì nhỉ? Nhiều quá dối. Chuỗi sự kiện Tết ở đây với cái hộp để lấy cái mảnh của con túi nguyên liệu tướng. Một cái túi khoảng tầm đấy cho mình khoảng tầm 30 mảnh combo A. Phải hơi căng, 30 mảnh combo A chờ hơi lâu đấy. Chờ thì vẫn chờ được thôi, nhưng mà có nên chờ hay không nhỉ? 30 mảnh combo A. 30 mảnh combo A tức là vị trí. Thực ra số phiến có thể nhiều hơn nha. Có thể tính trường hợp xấu thôi. Hơi bí một tí chỗ đấy. Cái điểm Wano nó hơi ít. Tại vì nick này không có nạp, chứ nạp thì lại đơn giản thôi. Ở chỗ này có 21 thôi. Thì coi như phiến mà nữa gọi cho 50. 50 nữa là sửa mình lấy một cái hộp Surade khoảng tầm hộp 25. Mọi lần hay lấy hộp 25 thì thực ra 25 mình lấy được. Nó thì lấy được khoảng tầm 30. 30 nữa vào thì 30 thì được, vẫn được có 30, 50, 80, vẫn thiếu 20. Ê, cũng hơi khó, 20 nói thì nói vậy thôi cũng lâu đấy. Thực ra nếu mà làm theo phiến thì gọi cho là 20, lại gọi cho là 21 cho tròn đi. Giờ cần 7. 7 với lại kia là 2 phiến một túi đổi không nhỉ? 2 phiến một túi đổi. Đây chỗ này là một cái hộp này. À nó 3 phiến à. 3 phiến thì hơi khó nhỉ. 3 phiến 7 tức 37 21. 21 phiến đá không phải chuyện đùa đâu. 21 phiến đá lâu lắm đấy. Tại các bạn nếu bạn nạp nhẹ nhàng chút xíu thì mỗi tuần mà kiếm từ 3 4 phiến là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà không nạp mấy ấy, thì 21 phiến là có cái quá trình nó khá là lâu. Không biết nên Frankie luôn thì cố chở con Boa. Đánh nhau thì mình nghĩ con Boa sẽ lợi hơn Frankie, nhưng mà nếu đánh boss thì con Frankie lợi hơn Boa nhiều. Ở đấy để cân đối ngày cuối sự kiện mình tính tiếp nhé. Để mình xem trong quá trình mình chơi ấy, nó có rớt thêm vật phẩm gì giúp mình kiếm được thêm nhiều điểm Wano hơn không, đúng không? Tại nếu nhiều hơn ấy, thì đấy mình hoàn toàn đấy được. Bây giờ cứ xả hộp đi, rồi mình chốt cái hộp đổi cái gì sau nhé. Nhưng mà đấy tính sơ qua trước nick Telepic cho bạn xem vậy. Nó thử tính lại nick Lâm một chút xíu. Nick Lâm mình nghĩ chắc là nick Lâm mình nghĩ chắc chả cần tính đâu, vì lần trước tính gần như đã đủ rồi. Còn nick Nhớ Này Nhé mình chưa chốt, tại vì nick Nhớ Này Nhé đôi khi mình cứ xả cho vui thôi, nhưng thực ra mình chưa biết xả lên cái gì. Ngoài ra một số nick khác nữa thì quay bạn xem cho các video sau. Còn với cái video này hiện tại có lẽ mình chỉ kết thúc ở đây thôi, chủ yếu mình cho các bạn biết qua cái tỷ lệ vật phẩm rơi trong sự kiện này nhé. Còn hôm nay đang quay ở ngày 1 Tết và đang trong cái chuỗi ngày đi ăn cỗ rất nhiều, nên quay video vậy thôi, xong đi ăn cỗ đã rồi báo bạn cái tỷ lệ, bạn biết lối ước lượng thôi. Còn mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nha. Xin chào nha.